Thưa quý vị, đến cuối năm 2022, cộng đồng kết nối doanh nghiệp OBC Bà Rịa Vũng Tàu có 3 chapter, tức là 3 chi hội, OBC Chapter Connection, OBC Chapter Lincoln và OBC Chapter Dynamic tại thành phố Vũng Tàu và thành phố Bà Rịa, với tổng số là 150 thành viên. Ta cường kết nối giao thương trong năm 2022, OBC Bà Rịa Vũng Tàu đã trao 2.268 cơ hội kinh doanh cho các thành viên, với doanh số đạt trên 200 tỷ đồng tổ chức hiệu quả các hoạt động kết nối giao thương với 2.268 cơ hội kinh doanh đã được trao cho các thành viên, tạo thêm doanh số trên 200 tỷ đồng. Năm 2022, OBC Bà Rịa Dũng Tàu cũng tổ chức 6 chương trình huấn luyện cho các doanh nghiệp thành viên về kỹ năng quản trị doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp và xây dựng mối gắn kết cộng đồng. OBC Bà Rịa Dũng Tàu còn đồng hành cùng các trường đại học cao đẳng trên địa bàn, tổ chức các chương trình hướng nghiệp, ngưỡng cửa cuộc đời cho học sinh sinh viên kết nối doanh nhân và sinh viên trong hoạt động học tập và khởi nghiệp, tham gia các hoạt động thiện nguyện tại thành phố Dũng Tàu, thành phố Bà Rịa. Năm 2023, OBC Bà Rịa Dũng Tàu phấn đấu thành lập thêm 6 chapter chia hội mới tại thành phố Dũng Tàu, thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ và các huyện Sư Mộc, Châu Đức, qua đó mang thêm nhiều giá trị kinh doanh đến cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa, Dũng Tàu.